ở đây mình thấy để trên bảng là Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình. Và mình quay video phần này là phần thứ 1, 25, phải không? Từ Yên Mô, Ninh Bình, mà Yên Mô nó không biết thị trấn, huyện, thị xã, không biết. Đây là để tiết kiệm chữ lắm. Để Yên Mô, Ninh Bình. Dạ, vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai chồng mình nhé các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là một nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube tất cả. Kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe và kênh thứ hai là kênh Vợ Chồng Du Ký. Vợ chồng mình chuyên môn review tất cả các đoạn đường trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua, quay lại và đưa lên mạng, để tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng hưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua hành trình đi của vợ chồng mình. Hành trình đi hôm nay của vợ chồng mình là từ điểm cực Nam của Tổ quốc. Điểm cực Nam của Tổ quốc ở Mũi Cà Mau, mình đi về điểm cực Bắc của Tổ quốc nằm ở cột cờ Lũng Cú đi lên mà. Bạn đi này mình đi theo đường quốc lộ 1 và đường ven biển, chiều dài hơn 2.500 km. Và mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Còn bạn về từ Lũng Cú về Cà Mau, mình đi theo hành trình đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, đường số 6. Và mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe của hai chồng mình, chiều dài nó cũng hơn 2.500 km. Tổng chiều dài xuyên Việt Nam Bắc, Bắc Nam của vợ chồng mình là khoảng 6.000 km. Và hành trình đi của vợ chồng mình đang đến Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình. Tôi sẽ lửa đi ngang lại. Qua đây là thành phố Ninh Bình chưa hả? Tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình. Chút nữa mới vô thành phố Ninh Bình phải không? Ra cầu Yên bên tay phải. Là sao ra cầu Yên? Là cái ga cầu Yên, cái Yên Mô nè. Ở đó đó tầng ngực lắm. Ừ. Ra từ lửa tới đến ngực. Ra quá từ ga luôn. Eo là quá từ đường. Để cặp với đường xe lửa. Cầu gì đây? Cầu chùa An Cảnh. Còn cầu này cầu gì? Cầu Yên. Cầu Yên. Nãy kêu cầu quá, kêu cầu Yên. Đây tên ngắn ngủn à. Đây là ở Yên Mô, tốc độ là 50. Camera hay gì mà gắn đặt ra đèn đường hay gì, đèn đường không gắn mà gắn cái gì được không. Quá wow, đèn camera ra nè, tới ra này nó gắn nè, đèn xanh là gỡ camera rồi chặn lại á, chặn qua chặn đèn mà không có cháy cái nào á. Đây 50 à, tới giờ thì mới cháy rồi đó. Hết chưa? Các bạn hết 50. Ừ, trước mới hết, trên này vẫn còn. Ở bà xã được quá quay 35 rồi đó. Không biết Ninh Bình 35.
đường tránh. Ra xe lửa gần qua. Cùng lấy xe lửa gần qua nó đóng tàu anh đó. Đóng rồi rồi. Con ngược chiều hay thuận chiều? Con 10 Hà Nội. Chiều đường tránh. Đây đóng gà, gà đóng gà mà. Đây với đường đó giống nhau, bị cái đường kia đường tránh. Đường đó thì vô cả vô xe buýt. Ấy là xe khách cố định là phải đi đường đó đường tránh nè, trên bản đồ đó đường tránh. Bây giờ thì gửi nhiều bạn. Bám theo quốc lộ 1 mình đi chứ còn đường khác. Cứ bám theo quốc lộ 1 đi thôi. Chứ mình có biết mô tê gì đâu. Đường này đường quốc lộ 1. Đền Phủ Võng. Còn xe đi đâu mất tiêu hết, đi đường tránh, đường né, đâu mất hết. Đi đường thẳng. Đi nổi à, quay lại đây. Cứ bám theo quốc lộ 1 thôi, nên bình như mát. Nó chỉ từ Lưu Học Dư. Chỉ tới đây hiểu trái rồi tùm tùm. Mình cứ bám theo quốc lộ 1, có Lương bám theo. Đi biết còn có mình đi, người ta đi mất tiêu ráo. Người ta biết đường, đường đi Hà Nội rồi đi mất. Còn mình cứ bám theo quốc lộ 1. Tới cái lăng Hồ Chí Minh, lăng chủ tịch. Cứ bám theo đường con Lương này dễ đi. Nó chỉ tùm lum đường đi hết. Đây là miền Bắc rồi, giữa miền Bắc rồi. Rồi con số này nhiều. Kia không chạy hồi cán dập đây tầm không gì vậy, mình cứ đi theo quốc lộ đi, giờ lạ rồi quanh quẹo làm đẩy. Giờ cặp bờ sông đẹp ghê chứ. Đây là thành phố Ninh Bình. Biết đồng chạy nãy giờ cũng chạy 60. Rồi đó chung cư 60.
cái bảng ở đường của mình. Bám theo quốc lộ 1 mình đi. Trần Hưng Đạo trên bản đồ giới thiệu để là quốc lộ 1 trên Trần Hưng Đạo qua luôn, không nhiều quá ở Ninh Bình này, từ đầu đến đây không nhiều. Nó cấm đậu từ đâu có giải nè, để chứ cấm đậu dần bá là một giải là đậu nè. Đi chơi, đi chơi quay phố Ninh Bình, đường Trần Hưng Đạo, phường không có lấy phường, BBT là thành phố Ninh Bình. Đông Thành, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Đây hai cái nước là đã cấm cái bảng cấm đậu mà xe đậu có dây cái nhà. Hai bạn đứng dưới có nói gì đây? Để chỉ cấm đậu rõ ràng, sao lên chỉ cấm đậu đậu có dây cái nhà? Phải vô cao tốc đi thẳng ở đây là một Hà Nội Ninh Bình Cục Thôi chạy tới Cục Thôi đâu quỳ Hạ Long. Chùa Bái Đính để bên bên trái, không để bao nhiêu mét nữa. Đi quanh về chùa Bái Đính cái gì ra quanh chung không? Nghe nói chùa Bái Đính, Bái Đính Việt Nam điện tử. Khu vực đổ xe vào phố cổ xe ta chạy
À biết, phố nữ xe phố cổ Hoa Lư. Ở đây là phố cổ Hoa Lư, trung tâm. Ở đây là phố cổ Hoa Lư, kinh đô Hoa Lư đó. Hồi vòng ra đây vô chùa Bái Đính, đang đi ra Hoa Lư ở đây, dùng kinh đô Hoa Lư hồi xưa đi cho biết. À đường được hai chiều bên kia đường nữa đó, trước mình đứng trước bảo đẹp luôn, cổng đình cổng làng đó. Đi thử không xe tải nè, được phố cổ Hoa Lư cái gì không biết, phố cổ Hoa Lư thôi chứ gì, Tổng Thành, Tổng Thành, phố cổ Hoa Lư, Tổng Thành đến Hoa Lư, phố Ninh Bình, không để chữ hết, để phố cổ mà. Chùa mới đến đi thẳng. Chính định vị là sao chùa mới đến ở đâu? Đến đến Xà Lách Xà Lơ. Chùa Bái Đính. Để cẩn chùa mới đính. Lá cây là gì vậy? Tưởng đâu cách 1-2 cây số. Tưởng nó quanh đầu cái đầu xe vậy. Cái bãi đầu xe. Lỡ đi vô trong phiên là quay là nó đặt ngoài đây chùa Lâm Hương gì đây, là nơi đừng đang quanh đầu ngang đó, nó đi vòng hồi vòng ra đi đang theo đường mà qua, không có một hồi anh biết trước rồi hồi bận về á, biết trước rồi hồi về mình quanh vô đây. Lắm mà mấy cái động là trong phim đó. Mình biết rằng hồi mình vòng ra mình đánh cái vòng ở đây. Giờ đi tranh thủ đi vô chùa Bái Đính đi. Lâm cây số của đây cũng quốc lộ 1 nè, hay gì đây, đúng rồi đường Hà Nội nè, nãy mình đi đường kia nè, không đi đường này, chạy đi đường né đường tránh đi tùm lum tà la, giờ cũng ra quốc lộ 1. Rồi ra quốc lộ 1 hồi lại kia mí quanh lại cái góc nó nằm ngay quốc lộ 1, đó núi vô chùa Bái Đính. Đá này chắc lắm, nhìn đứt,
tươi sống, rồi coi thử cái trái cây này gì. Nông sản tươi sống, núi thì đã không? Dựng đứng, dựng đứng. Ghê. Gió mê, gió dữ lắm. Cầm cái điện thoại mà gió mê bật. Không thấy gió nha mà anh chạy á. Rồi gió. Rồi gió vô bật. Này nhìn giống bên cạnh nó bên Trung Quốc đó ha. Đây. Nếu nó đứng sừng luôn mà nó không có lại. Đứng sận y như ai trồng xây bê tông, giống như xây bê tông à. Tự nở rồi. Đứng từng cái. Đùa, qua lăn. Hỏi mấy thằng gì? Phải đến, bây giờ chưa phải đến. Mày dính nào thôi mày. Đứng. Đó, quá chừng. Đi làng chạy đó, quay được cái nào quay. Hồi vô tới rồi sẽ quay. Bán xăng để petrolimax cái nhiều đó nè, để cho bơi petrolimax để cái bình xăng đó. Đó nè, xuống nè, dưới đâu? Đó, giờ để hết dưới. Đường liền không có lên dốc xuống đèo hết á. Bên trên nông sản đâu à? Đó nãy đó. Đâu? Cái chỗ cây xăng để mấy lít xăng á. Ai bán gì đâu? Thì đó, chợ nông sản đó. Nó chèo thuyền, chèo ghe vậy. Ừ. Nên trong đây có súng, có thuyền. Chạy máy lạnh chứ. Chạy máy lạnh chứ, nóng chứ đâu nổi. Làm bên nóng chứ. Ngoài nóng đó chứ đâu nổi. Núi dựng đứng y như bắt ốp à. Núi không có lại, dựng đứng. Giống như mình xây bằng bê tông. Lạ cái đó. Này họ đi ra đường khác luôn. Trên đó là cái đục cái đường đi lên hay sao á. Không có ai leo được đó. Dừng đứng. Nơi đón tiếp. Ngồi đây làm thôi. Không biết. Để đâu không biết. Để xe là cũng chưa. Dạ. Ông không vô. Đừng vào đón xe con. Không có vô. Rồi mình xin kết thúc video ở chùa Bái Đính ở đây các bạn.